Ngọc Anh rất vui gặp lại quý vị trong hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, Tam Quốc là một thời kỳ hỗn loạn trong lịch sử Trung Quốc. Các nước chư hầu giao chiến trong nhiều năm, nhưng cũng chính giữa thời loạn lạc này đã tạo ra nhiều anh hùng danh tướng. Ngoài việc sở hữu võ nghệ hơn người, thì điều có lẽ quan trọng nhất mà những danh tướng này cần có là một con ngựa tốt. Ngựa chính là đồng đội, trợ thủ đắc lực của các vị tướng trong những trận chiến sinh tử. Bởi vậy mà các thế lực như Tào Tháo, Lữ Bố đều có chiến mã của riêng mình. Tuyệt ảnh của Tào Tháo, xích thố của Lữ Bố đều được coi là những chiến mã hàng đầu thời Tam Quốc. Vậy ngựa của quân chủ Lưu Bị thì có gì đặc biệt? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Có thể nói, Tam Quốc là thời kỳ quy tụ nhiều danh tướng uy chấn thiên hạ như Lã Bố, Quan Vũ, Trương Phi. Họ đều có thể được xem là kẻ thù của vạn người. Do chủ nhân là những anh hùng nổi danh trong lịch sử, nên những con ngựa này cũng rất nổi tiếng. Tuy nhiên, chỉ có một vài chiến mã là nổi tiếng bậc nhất. Những con chiến mã này phải kể tới tuyệt ảnh của Tào Tháo, xích thố của Lã Bố. Tuyệt ảnh của Tào Tháo được mô tả là con ngựa có khả năng phi nhanh đến nỗi cái bóng cũng không đuổi kịp. Xích thố của mãnh tướng Lã Bố không chỉ đẹp mà còn ngày đi ngàn dặm và dễ dàng trèo non vượt suối. Thế nhưng, nhắc tới chiến mã của Tào Tháo và Lã Bố mà không nhắc tới chiến mã của Lưu Bị thì thật là một sự thiếu sót. Vậy ngựa của Lưu Bị có gì đặc biệt? Chiến mã của Lưu Bị. Chiến mã nổi danh của Lưu Bị tên là Đích Lư. Ban đầu, Đích Lư là ngựa của Trương Vũ, một tướng dưới trướng của Lưu Biểu, danh sĩ dòng dõi hoàng tộc nhà Hán. Tuy nhiên sau này, Trương Vũ lại phản bội Lưu Biểu. Trong khi đó, Lưu Bị do thất bại trong cuộc chiến với Tào Tháo nên đã quyết định về đầu quân cho Lưu Biểu vì nhận ra cả hai đều cùng trong hoàng thất. Khi lần đầu nhìn thấy ngựa của Trương Vũ, Lưu Bị cho rằng đây là một con tuấn mã và hết lời ca ngợi rằng con ngựa này chắc chắn là ngựa thiên lý. Tướng dưới trướng của Lưu Bị khi đó là Triệu Vân đã lập tức hiểu ý của chủ nhân liền giết chết Trương Vũ để cướp ngựa. Ngay cả Lưu Biểu khi trông thấy con ngựa này đều cũng hết lời khen ngợi. Về phía Lưu Bị, khi được Lưu Biểu nhận làm quân đang không biết lấy gì để báo đáp, Lưu Bị liền tặng con ngựa Đích Lư cho Lưu Biểu. Có người nói với Lưu Biểu rằng Đích Lư là con ngựa dũng mãnh phi thường, nhưng không thể cưỡi vì nó có cuồng ở mắt như ứa lệ, trên đầu lại có những đốm trắng, ắt là con ngựa có tướng sát chủ. Lưu Biểu nghe Đích Lư là ngựa sát chủ, lại thấy Trương Vũ cưỡi Đích Lư bị giết chết, càng lo nên tìm cớ để trả lại cho Lưu Bị. Sau đó người hầu đem tin về ngựa sát chủ nói cho Lưu Bị. Lưu Bị không những không tin mà mặt khác, ông rất thích con ngựa Đích Lư. Trong một lần bị sái mạo truy sát, chính ngựa Đích Lư đã vung lên, lập kỳ tích phi qua suối Đàn Khê rộng hơn 3 trượng, khoảng 10 mét để cứu Lưu Bị. Từ đó Lưu Bị càng không tin lời đồn ngựa Đích Lư sát chủ và càng yêu quý con ngựa này hơn. Sau này, khi xuất binh sang nước Thục, khi thấy ngựa của Bàng Thống đã già yếu, để bày tỏ sự trọng dụng nên Lưu Bị đã tặng lại con ngựa Đích Lư. Không ngờ, Bàng Thống khi vừa cưỡi ngựa Đích Lư đã bị trúng tên qua đời do kẻ địch tưởng nhầm là Lưu Bị. Từ đó, ngựa Đích Lư cũng không rõ lưu lạc về đâu. Nhiều người cho rằng Bàng Thống chết là do Đích Lư sát chủ, nhưng vì sao nó không làm hại Lưu Bị mà còn cứu mạng ông? Nếu như Đích Lư không cố hết sức mình cứu sống Lưu Bị ở suối Đàn Khê năm nào, thì có lẽ cuộc đời của nhân vật nổi tiếng này cũng đã dừng lại ở đó. Quý vị thân mến, người ta có câu tuấn mã phải đi với anh hùng. Bởi vậy, những nhân vật lịch sử, nhân vật văn học nổi tiếng của Trung Quốc khi xưa đều gắn liền với hình ảnh những con ngựa đã đi vào sử sách. Ví dụ, xích thố của Quan Vân Trường có màu đỏ nổi bật, ô Vân Đạp Tuyết của Trương Phi lại có màu đen như chủ nhân. Mỗi con ngựa nổi tiếng ấy lại có một đặc điểm, một món võ nghệ riêng biệt. Và để tìm hiểu rõ hơn về những chiến mã thời Tam Quốc, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, ngựa xích thố. Người Trung Quốc có câu anh hùng có Lã Bố, tuấn mã có xích thố. Xích thố được xem như một trong những thần mã, ngựa thần của lịch sử Trung Quốc. Người ta đã dành những từ này để miêu tả về con ngựa thần nổi danh sử sách thời Tam Quốc này. Mình ngựa xích thố dài một trượng, cao 8 thước, lông đỏ rực, ngày đi ngàn dặm, treo đeo lội suối như đi trên đồng bằng. Ngựa xích thố từng qua tay nhiều chủ. Chủ nhân đầu tiên của xích thố là Đồng Trác, tướng nhà Đông Hán. Sau vì muốn thu phục Lã Bố, Đồng Trác đã đem tặng ngựa xích thố cho Lã Bố. Khi Lã Bố bị Tào Tháo giết, ngựa xích thố lại về tay Tào Tháo. Người chủ cuối cùng của xích thố là Quan Vân Trường. Tào Tháo muốn thu phục Quan Vân Trường đã bắt chước Đồng Trác tặng tuấn mã cho anh hùng,
nhưng Quan Vân Trường nhận Xích Thố chỉ vì nóng lòng muốn tìm được người anh em Lưu Bị và tuyệt nhiên không vì được tặng ngựa quý mà nảy sinh lòng phản trắc. Người đời có một bài thơ khen ngựa Xích Thố như sau: ngàn dặm mù bay tịt nẻo xa, trèo non vượt nước khéo sông pha, chặt đứt dây cương dùng chuông ngọc, rồng đỏ trên trời hẳn mới xa. Sau khi Quan Vũ mất, Xích Thố lại rơi vào tay một tướng khác là Mã Trung, nhưng lần này nó không ngoan ngoãn để mình bị trao thay thêm lần nữa. Xích Thố đã tuyệt thực để đi theo Quan Vân Trường. Có lẽ đây chính là vị chủ nhân mà Xích Thố đã chờ đợi, tìm kiếm bấy lâu. Giờ Quan Vũ chết, nó không còn muốn phục tùng ai khác nữa. Chính hành động tuyệt thực này mà ngựa Xích Thố được người đời sau nhắc đến như một thần mã, bởi nó không chỉ là tuấn mã mà còn biết sống có tình có nghĩa, trung thành với chủ. Thứ hai, ngựa Tuyệt Ảnh. Ngựa Tuyệt Ảnh là ngựa yêu của Tào Tháo, sinh năm 155, mất năm 220. Tuyệt Ảnh có nghĩa là phi rất nhanh, đến cái bóng cũng không đuổi kịp được. Tương truyền, khi Tào Tháo tấn công Trương Tú xông thành đầu hàng Tào Tháo. Tuy nhiên, Tào Tháo không ngờ lại bị trúng kế của kẻ thù, bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp, suýt nữa thì mất mạng. May có ngựa Tuyệt Ảnh mới thoát ra ngoài. Ngựa Tuyệt Ảnh bị trúng 3 mũi tên trên mình mà vẫn cất vó phi nước đại, sau đó bị trúng 1 mũi tên vào mắt với gục ngã. Trong trận chiến này, Tuyệt Ảnh đã hoàn tất sứ mạng của mình. Đây là một thất bại nữa của Tào Tháo kể từ sau trận Xích Bích. Trong trận đánh này, Tào Tháo bị mất một con trai, Tào Ngang một cháu trai, Tào An một tướng yêu là Điển Vi và một con tuấn mã Tuyệt Ảnh. Có thể nói đây là thất bại thảm hại của Tào Tháo. Thứ ba, ngựa Đích Lô. Đích Lô vốn là ngựa của Trường Vũ, một tướng dưới trướng danh sĩ dòng dõi hoàng tộc thời nhà Hán là Lưu Biểu. Sau này Trường Vũ phản bội lại Lưu Biểu. Lưu Bị, người sáng lập ra nhà Thục Hán, bị thất bại trong trận giao chiến với Tào Tháo nên về đầu quân cho Lưu Biểu và hai người cùng trong hoàng thất, đợi thời cơ làm lại sự nghiệp. Lưu Bị nhìn thấy ngựa của Trường Vũ cho rằng đây là một con tuấn mã, liền hết lời ca ngợi rằng con ngựa này chắc chắn là ngựa thiên lý. Tướng của Lưu Bị lúc đó là Triệu Vân lập tức hiểu ý ngay của chủ nhân, liền lấy ngựa cho ông. Khi Lưu Biểu nhìn thấy con ngựa này cũng khen không ngớt lời. Lưu Bị đang không biết lấy gì để báo đáp Lưu Biểu, liền tặng con ngựa này cho Lưu Biểu. Không ngờ Lưu Biểu lại thấy con ngựa này có cuồng mắt, trên đầu có những đốm trắng, lại tên Đích Lô, ắt là con ngựa sát chủ. Còn nói rằng Trường Vũ cưỡi con ngựa này bị chết chính là minh chứng, nên vội vàng tìm cớ trả lại cho Lưu Bị. Người hầu của Lưu Bị đem tiền ngựa sát chủ nói cho Lưu Bị, nhưng Lưu Bị không tin. Sau đó khi nhận được mật báo có người định sát hại, Lưu Bị vội vàng thoát ra ngoài, cưỡi ngựa Đích Lô chạy trốn, nhưng bị nhầm đường, ông chạy đến bên suối Đàn Khê. Phía trước là con suối rộng lớn, phía sau là quân địch truy đuổi. Lúc này, Lưu Bị mới nhớ đến lời khuyên Đích Lô sát chủ ngày trước. Ông vừa điên cuồng quất vào lưng ngựa vừa hét: "Đích Lô, Đích Lô, hôm nay mày hại ta đi." Đích Lô bỗng nhiên vung lên, phi một phát sang bờ bên kia, lập một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Sau đó, Lưu Bị càng không tin chuyện Đích Lô sát chủ. Ông càng yêu quý con ngựa đã cứu mạng mình này hơn. Kỳ tích chưa từng có trong lịch sử, đúng là thần tích. Trời không muốn cho Lưu Bị chết, mà phải tiếp tục sống để sau này còn thành lập chế chân vạc thời Tam Quốc nữa. Khi đem quân đi đánh nước Thục, thấy ngựa của Bàng Thống, một trong những mưu sĩ của Lưu Bị, già yếu quá. Để thể hiện sự trọng dụng, Lưu Bị đem ngựa yêu quý của mình tặng cho Bàng Thống. Ai ngờ, Bàng Thống không có phúc được hưởng, vừa mới cưỡi lên Đích Lô đã bị kẻ địch tưởng nhầm là Lưu Bị nên bắn chết. Sau này, ngựa Đích Lô cũng không rõ lưu lạc về đâu. Thứ tư, ngựa Bạch Long. Một mình Triệu Vân cưỡi ngựa Bạch Long phá vây hàng vạn quân Tào, chém gãy hai lá cờ to, giết 50 tướng, đoạt gươm báu Thanh Công, gươm mạ vàng của Tào Tháo, có thể chém gãy các loại binh khí. Hình ảnh Triệu Vân trong Tam Quốc diễn nghĩa luôn được miêu tả là viên tướng đánh trận dũng mãnh, quả cảm nhưng tử tốn, chắc chắn không sốc nổi như Trương Phi. Đặc biệt, hình ảnh Triệu Vân nổi bật trong trận Đương Dương Tràng Bàn. Được biết đến là một trong những ngũ hổ tướng của Lưu Bị, hình ảnh Triệu Vân gắn liền với ngựa Bạch Long. Bạch Long Mã là con ngựa đẹp đẽ, dũng mãnh, từng giúp Triệu Tử Long lập nên nhiều chiến công hiển hách. Người đời này vẫn còn lưu truyền bài thơ về việc Triệu Vân cứu chúa trong trận Đương Dương Tràng Bàn. Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng, Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng. Xưa này cứu chúa sông trăm trận, chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long. Thứ năm, Ô Vân Đạp Tuyết. Ô Vân Đạp Tuyết
còn có tên là Vương Truy Mã, sống ở thế kỷ thứ 2, toàn thân màu đen nhưng bốn vó màu trắng. Đây là ngựa của Trương Phi, người anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Quan Công, được coi là anh hùng tuấn mã. Ngựa của Trương Phi có tên rất ý nghĩa. Vương Truy Mã có nghĩa là con ngựa đi theo hầu hạ đại vương. Tương truyền Trương Phi và Ô Vân Đạp Tuyết đều đen như nhau. Trương Phi quý chú ngựa này như con đẻ, thường xuyên tự tay tắm sửa cho ngựa quý. Người đời về sau thường nói người dũng mãnh cưỡi ngựa dũng mãnh. Quan Công từng nói người tôi nặng nề, ngựa không vác nổi nên thường hay gầy. Chính vì vậy mà tôi không thể cưỡi ngựa bình thường được. Trương Phi cũng như vậy, ngựa bình thường thì không thể xứng với hào khí phi thường của Trương Phi được. Quý vị thân mến, trong suốt thời kỳ Tam Quốc, nhiều vị anh hùng đã được vinh danh và cũng có nhiều chiến mã đã được ngợi ca bởi sự trung thành, can đảm và bền bỉ. Chúng không chỉ được lưu truyền trong sử sách mà còn được hình tượng hóa trong các tác phẩm văn học, nhạc kịch và điện ảnh. Quý vị yêu thích chiến mã và võ tướng nào nhất, hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.